MV xin được gửi lời chào đến toàn thể quý chị khách hàng của Trung Thực Auto. Nếu anh chị đang có khoảng hơn 500 triệu đồng đang muốn tìm một mẫu xe gầm cao thì ngày hôm nay MV xin được giới thiệu cho anh chị một mẫu xe mới về, đó là Hyundai Creta, một mẫu xe sản xuất năm 2022 thuộc phiên bản tiêu chuẩn. Nó đã lăn bánh đó là 4.4 km và bên em đang để với mức giá 569 triệu đồng ạ. Và ngay bây giờ MV xin được giới thiệu chi tiết cho anh chị về sản phẩm này, và sau đó sẽ giới thiệu những mẫu xe đang có. Và em đang có một chiếc Kia Carnival nó cũng mới về, thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về những cái sản phẩm đó nhé. Đầu tiên thì xin mời anh chị quan sát những chi tiết ở phần đầu xe. Thì chiếc xe này thì đã được bác chủ cũ lên hệ thống cam 360, rồi là màn hình Android ZTEC rồi anh chị ạ. Nguyên bản thì xe không có đâu. Hệ thống đèn thì tất cả đều nguyên bản này. Tất cả những mẫu xe mà đã có tại Trung Thực Auto thì em đều cam kết rõ ràng trên văn bản giấy tờ là xe không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích, và trước khi mua xe anh chị mang đi check test thoải mái. Xe bên em thì nó chỉ có bị xước sát ở bên ngoài thì em cho sơn tỉa lại thôi. Thì chiếc xe em thấy là đã sơn lại phần ba đợt sốc ở phía bên phụ này. Ngoài ra thì cánh cửa vẫn là sơn zin của nhà máy. Dàn lốp thì nguyên bản theo xe, lốp cung hô nguyên bản. Với cái dàn lốp này anh chị đi tầm khoảng 3 vạn nữa anh chị nhá. Phiên bản tiêu chuẩn này thì la răng kích thước nó chỉ có 18 inch thôi. Và đây là cái không gian nội thất của mẫu xe Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn, nên trang bị công nghệ nó cũng không có gì quá nổi bật anh chị ạ. Được cái là nó có hệ thống điều hòa làm mát khá là nhanh, phanh tay điện tử có auto hold cũng đầy đủ hết rồi. Đấy, ghế da nguyên bản theo xe anh chị nha. Đấy, xe đi 4.4 nhưng mà em thấy ghế da của dòng Creta khá là bền, không thấy những cái chi tiết hao mòn hay là những cái chi tiết nếp nhăn xuất hiện trên ghế da của xe. Và đây là không gian của hàng ghế thứ hai ạ. Mẫu Creta này thì em thấy cái hàng ghế thứ hai khá là rộng, có cửa gió điều hòa hàng ghế thứ hai rồi. Đấy, và đây là cái không gian cốp, em sẽ cho anh chị xem luôn. Không gian cốp của Creta cũng khá là rộng rãi đúng không anh chị? Anh chị để tầm khoảng 4 cái vali, em nghĩ là cũng để được. Đấy. Rồi là lốp sơ cua chưa hạ này, các dụng cụ như là kích, tay quay đầy đủ hết, không thiếu gì cả. Chiếc này thì so với xe tốt thì em thấy thiết kế nó trung tính hơn một chút. Xe tốt thì thiên về sự trẻ trung, còn Creta thì em thấy nó trung tính hơn. Và nhiều anh chị đánh giá là cái độ chắc chắn của Creta nó cũng nhỉnh hơn so với xe tốt một chút anh chị ạ. Và em đang để 569 triệu vẫn hỗ trợ trả góp, đó là 70% giá trị của xe trong vòng tối đa đó là 6 năm. Nếu mà anh chị có nhu cầu mua trả góp thì bên em cũng có thể hỗ trợ cho anh chị được ạ. Và đằng sau này thì em đang có mẫu Kia Carnival, một mẫu xe cũng mới về cửa hàng em, một chiếc xe sản xuất năm 2022, sử dụng động cơ máy dầu 2.2 phiên bản Signature. Và anh chị thấy quan sát ở phần đầu xe thì vẫn cái thiết kế mũi hổ truyền thống của dòng Kia, nhưng cái đời Carnival này thì nó có tạo cái điểm nhấn là những cái khối nổi khối lên hình dạng 3D, thì trông xe nó cũng có điểm nhấn và nổi bật hơn. Phiên bản cao cấp nên cam 360 rất là sắc nét anh chị này. Hệ thống cảm biến lùi đầy đủ, 4 cảm biến ở phía đằng trước và 4 cảm biến ở phía đằng sau. Dàn lốp tất cả đều nguyên bản theo xe. Con này của em thì xe tư nhân đi 4 vạn km và giá em đang để là 1328 anh chị nhé. Và đây là không gian nội thất bên trong ạ. Xe màu trắng và nội thất bên trong đó là màu nâu da bò. Chiếc này thì nội thất quá là rộng rãi rồi, trang bị công nghệ nó cũng ngập tràn luôn. Đấy, điểm nhấn thì anh chị thấy là có hệ thống màn hình cong giống của Kia Sportage. Đấy, hai màn hình có kích thước đó là 12,3 inch nối liền với nhau. Nhìn tổng thể nó rất là đẹp. Phiên bản máy dầu nên nó sử dụng cần số dạng núm xoay. Và đây, một cái điểm nhấn gọi là khoang chủ tịch của những mẫu xe Kia Carnival. Anh chị nào mà cần một chiếc xe rộng rãi, thiết kế đẹp để đi gia đình, hoặc là chúng ta gần các khu công nghiệp cần một chiếc xe rộng rãi để chở các chuyên gia, thì có thể tham khảo mẫu Kia Carnival này của em. Một chiếc xe nó sẽ đáp ứng được tất cả các nhu cầu di chuyển, giúp chúng ta di chuyển đến mọi nơi mà chúng ta mong muốn một cách rất là nhẹ nhàng luôn. Máy dầu thì đi nó cũng rất là tiết kiệm nữa anh chị ạ. Đấy, không gian của hàng ghế thứ hai thì quá là rộng rãi rồi anh chị nhá. Ngồi thoải mái và
những người ngồi hàng ghế thứ hai sẽ cảm giác không bị mệt mỏi gì đâu. Đó, Kia Carnival thì nó sẽ có kích thước chiều rộng hơn hẳn so với mẫu xe tiền nhiệm, đó là Kia Sedona, rộng rãi hơn rất là nhiều và trang bị công nghệ nó cũng rất là nhiều nữa anh chị. Và đây là cái không gian cốp của xe ạ. Chiếc này của em thì nó sẽ có một cái hàng ghế thứ ba nữa, nhưng mà rất ít người ngồi hàng ghế thứ ba. Nếu mà mua đi gia đình thì mới có thôi, còn đâu là nếu mà chúng ta mua để chở chuyên gia thì rất ít khi sử dụng hàng ghế thứ ba này. Chúng ta toàn gập lại để đi chở các bộ gốp, để chở các sếp thôi. Đó. Cốp của dòng này thì quá là rộng rãi rồi. 1328 anh chị nhá, 1328. Ngoài màu trắng này ra thì em có cả màu xanh nữa để phục vụ anh chị nhà mình. Còn ở đây thì em đang có một vài mẫu xe nữa như là Peugeot 308 sản xuất năm 2022 bản Allure, chiếc này em bán là hơn 800 triệu đồng. Còn ở đây thì em đang có Hyundai Santa Fe, không biết là có anh chị nào thích cái form dáng này của Hyundai Santa Fe không ạ? Rất nhiều anh chị hỏi em Huy là có những chiếc xe cái form dáng từ cuối 2018 đến đầu 2021 không? Thì ngày hôm nay em đã cập bến một chiếc Santa Fe đời 2020 máy dầu, phiên bản premium, phiên bản cao cấp. Chiếc xe một chủ từ đầu đứng tên cá nhân và em đang để là 899 triệu đồng. Nghe chiếc xe này mà đi 9 vạn 3 thì có vẻ nhiều, nhưng mà chúng ta chia ra 4 năm. 4 năm xe đi 9 vạn 3, tính ra mỗi năm thì xe đi lăn bánh khoảng 2 vạn 3, 2 vạn 4. Chia ra mỗi ngày thì xe lăn bánh khoảng 60 km là nó cũng bình thường so với xe máy dầu đúng không anh chị? Đa số là anh chị mua xe máy dầu là đi nhiều nên mới sử dụng thôi. Em còn gặp những xe mỗi ngày di chuyển tầm khoảng 80 đến 90 km cơ anh chị ạ. Chiếc này của em thì giá em đang để là 899 triệu. Và tất nhiên xe nó không lỗi lầm gì, anh chị mang đi check test thoải mái nhá. Và bên cạnh là mẫu xe Toyota Fortuner sản xuất năm 2020, máy dầu số tự động một cầu. Chiếc này thì em cũng để giá đó là 899 triệu đồng ạ. Fortuner thì thời gian này em cũng về nhiều xe, em có từ đời 2019 đến đời 2022. Màu sắc chủ yếu là màu trắng và màu đen anh chị nha. Còn đây là mẫu xe Mazda CX-5 sản xuất năm 2022 phiên bản 2.0 Premium. Chiếc này thì em đang để với mức giá đó là hơn 700 triệu cho nhà mình ạ. Xe đã lăn bánh 2.8 km. Ngoại thất bên ngoài màu xanh Kawasaki phù hợp với anh chị mệnh mộc hoặc là anh chị mệnh thủy. Em để là hơn 700 triệu đồng ạ. Kế bên đó là mẫu xe Subaru Forester, một mẫu xe đến từ Nhật Bản, vô cùng bền bỉ. Tuy ngoại thất bên ngoài và thiết kế bên trong nội thất nó không được trẻ trung như những mẫu xe Hàn Quốc, nhưng bù lại đây là một chiếc xe em thấy khá là thực dụng. Nó sở hữu khung gầm chắc chắn này, hệ thống treo rất là tốt và trang bị công nghệ của xe nó cũng nhiều nữa. Nên em nghĩ đây là một chiếc xe phù hợp với anh chị trung tuổi, tầm khoảng mà hơn 30 tuổi đổ lên thì đi chiếc xe này nó sẽ phù hợp hơn. Và giá bán em đang để đó là 799 triệu ạ. Mẫu xe Hyundai Tucson 2020 bản đặc biệt này thì em mới nhận cọc sáng nay rồi ạ. Nếu anh chị thích Tucson thì em đang còn một chiếc 2020 bản 1.6 turbo và 2021 bản 1.6 turbo và 2021 bản máy dầu màu đen anh chị nha. Ở phía dưới thì em đang có mẫu Ford Everest sản xuất năm 2020 phiên bản Titanium một cầu. Chiếc này thì em đang bán là hơn 900, em mua ở Thanh Hóa. Xe đã lăn bánh 4.6 km ạ. Tất cả khung gầm động cơ hộp số nguyên bản ạ. Rồi kế bên đó là mẫu Peugeot 2008, một chiếc xe phiên bản GT Line sản xuất năm 2022. Xe em mua ở Bình Dương, đã lăn bánh 4.1 km và em đang để giá 679 triệu đồng. Một chiếc xe phân khúc crossover hạng B, thiết kế cực kỳ độc đáo, trẻ trung và nhiều trang bị công nghệ. 679 triệu ạ. Đây thì em lại có một chiếc Peugeot nữa, nhưng mà chiếc này là sản xuất năm 2020 bản Euro anh chị ạ. Em để là 789 triệu. Hyundai Creta thì em đang có hai mẫu xe, một chiếc vừa giới thiệu cho anh chị ở đầu video và chiếc này của em là sản xuất năm 2023 bản đặc biệt, em mua ở Thanh Hóa đấy ạ. Xe này đi 1.000.000 km thôi và em đang bán là hơn 600. Ở bên trong thì em đang có mẫu Chevrolet Trailblazer, em đang để là loanh quanh 700 anh chị nhá. Máy dầu số tự động 2 cầu sản xuất năm 2019. Ở dưới thì em còn rất nhiều những mẫu xe khác
như là Kia Sorento, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe. Đó, nếu anh chị đang có nhu cầu quan tâm những sản phẩm xe gầm cao trong cái khuôn tiền từ 500 đến khoảng 1 tỷ rưỡi thì hãy nhấc máy lên liên hệ với Trung Thực Auto bên em để em Huy cùng đội ngũ kinh doanh của Trung Thực Auto để phục vụ anh chị một cách nhanh nhất ạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Và anh chị hãy đăng ký kênh để ủng hộ Trung Thực Auto và đón xem những video tiếp theo một cách thường xuyên hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.